Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Kiểm soát tài sản nhìn từ vụ tạm giữ xe sang ở Hạ Long. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, việc Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Hồng Hà, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, nguyên trưởng ban quản lý Vịnh Hạ Long, thu hút sự quan tâm của dư luận. Không chỉ vì đây là cán bộ từng giữ chức vụ quan trọng ở một thành phố du lịch nổi tiếng. Hình ảnh biệt thự, dàn cây cảnh to đẹp và đặc biệt là việc lực lượng chức năng niêm phong tạm giữ 4 xe ô tô sang trong nhà riêng ông Hà là diễn biến được nhiều người chú ý. Thông tin về vụ án này, chúng ta chờ công bố chính thức. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế, việc cơ quan điều tra áp dụng biện pháp khẩn cấp và tạm thời đối với tài sản nghi can là bình thường trong quá trình tố tụng. Thời gian gần đây, nhất là sau khi Ban Bí thư có chỉ thị về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đã tạo ra những chuyển biến tích cực hơn trong lĩnh vực này. Các cơ quan chức năng trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, trên cơ sở quy định pháp luật đã và đang chủ động áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, nhằm ngăn chặn việc tẩu tán cũng như đảm bảo thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. Những năm trước, chúng ta gặp không ít khó khăn. Có những vụ tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt cần thu hồi lên đến hàng trăm tỷ đồng, nhưng hầu như không thực hiện được vì thiếu các biện pháp cần thiết ngay từ đầu. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử có thể diễn ra từ vài tháng đến một năm. Vì vậy, rất có thể các tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt sẽ được tẩu tán, di chuyển. Đó là chưa kể đến những vụ mà đối tượng tẩu tán tài sản trái phép ra nước ngoài, khiến cho việc thu hồi gặp khó, thậm chí là bất khả thi. Đây là một trong những lý do mà Ban Bí thư đã chỉ thị kịp thời áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, đất đai, phong tỏa tài khoản ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử. Đi vào sự việc cụ thể ở Quảng Ninh, động thái niêm phong tạm giữ 4 xe ô tô trong nhà ông cựu chủ tịch thành phố Hạ Long như đã phân tích ở trên là việc bình thường và cần thiết trong quá trình tố tụng. Có ý kiến nêu vấn đề trong 4 ô tô bị tạm giữ, ông cựu chủ tịch thành phố Hạ Long chỉ đứng tên một xe, 3 xe còn lại thuộc về các chủ sở hữu khác. Thiết nghĩ, chuyện xe của ai thì sau này, cơ quan chức năng sẽ làm rõ và thực hiện theo quy định pháp luật. Không tự nhiên mà những chiếc xe này ở trong nhà ông cựu chủ tịch thành phố Hạ Long và việc xác định tài sản đó của ai sẽ căn cứ vào tình hình thực tế. Chúng ta biết rằng, ông cựu chủ tịch thành phố Hạ Long từng là cán bộ, công chức, nghĩa là từng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập. Thiết nghĩ, đây là một trong những căn cứ để cơ quan chức năng nắm bắt thông tin và triển khai nhanh các biện pháp cần thiết. Theo quy định hiện hành, cán bộ có nghĩa vụ kê khai tài sản, giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Các tài sản đó có thể là phương tiện giao thông, kim loại quý, đồ cổ, tranh ảnh, cây cảnh. Trên thị trường hiện nay, nhiều cây cảnh có giá trị hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng. Đây cũng là vấn đề mà dư luận đặt ra với dàn cây cảnh to đẹp ở nhà ông cựu chủ tịch thành phố Hạ Long. Trong thực tế, có những tài sản rất dễ định giá bằng kiến thức thông thường, nhưng cũng có những tài sản phải trưng cầu giới chuyên môn như là đồ cổ, tranh ảnh, cây cảnh. Việc này không phải quá khó, giới chuyên môn đánh giá được ngay và cơ quan nhà nước có quyền yêu cầu định giá hoặc thẩm định giá, qua đó kết luận về sự trung thực của người kê khai. Trong hoàn cảnh bình thường, công dân có quyền tài sản và được pháp luật bảo vệ. Nhưng khi một người đã có dấu hiệu của các hành vi vi phạm pháp luật, trở thành bị can, bị cáo thì phải trả lời câu hỏi của cơ quan điều tra về sự hình thành một tài sản nào đó. Ở đây cần phân biệt hai vấn đề, đó là quyền tài sản bình thường của một công dân và nghĩa vụ của bị can, bị cáo. Một trong những gốc rễ của việc ngăn chặn các hành vi làm thất thoát, chiếm đoạt tài sản nhà nước là thực hiện tốt biện pháp kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức. Ở đây chúng ta phải nhìn nhận một thực tế là trong quá trình phát triển kinh tế đất nước, số người có tài sản lớn sẽ nhiều dần lên, bao gồm cả các cá nhân làm việc trong và ngoài khu vực nhà nước. Việc hình thành tài sản có thể từ nhiều nguồn khác nhau, ví dụ như từ thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản. Để kiểm soát được tài sản, thu nhập của người dân nói chung, trong đó có cán bộ, công chức, thì chúng ta phải nâng cao năng lực quản trị, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, hoàn thiện quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt, nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần. Ở đây, thuế là một trong những công cụ hữu hiệu nhất.
Đối với những khối tài sản lớn, bất thường của cán bộ, công chức cũng như người đã về hưu, thì việc xác minh, xử lý cần kịp thời để ngăn chặn có các ý định tẩu tán, che giấu, hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có. Sau vụ bắt cha con Tân Hoàng Minh, phát hành trái phiếu doanh nghiệp sụt giảm mạnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 5, Bộ Tài chính cho biết, sau những động thái chấn chỉnh của cơ quan nhà nước đối với hoạt động phát hành, cung cấp dịch vụ và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, thị trường trái phiếu doanh nghiệp các tháng đầu năm 2022 đã có những thay đổi, khối lượng phát hành giảm. Tuy nhiên, trách nhiệm công bố thông tin, rà soát điều kiện phát hành được các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ tuân thủ đầy đủ hơn. Cụ thể, về khối lượng phát hành, trong quý 1 năm 2022, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt 138.809 tỷ đồng. Khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp tập trung chủ yếu trong tháng 1 năm 2022. Trước thời điểm thông tư số 16 năm 2021 ngày 10 tháng 11 năm 2021 quy định việc tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua bán trái phiếu doanh nghiệp có hiệu lực, tháng 2, tháng 3, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ giảm dần. Tuy nhiên, trong tháng 4, sau khi có những thông tin về việc hủy các đợt phát hành trái phiếu của 3 công ty liên quan đến Tân Hoàng Minh, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sụt giảm mạnh và ở mức khoảng 30.000 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh nghiệp bất động sản và xây dựng là hai nhóm phát hành nhiều nhất trong quý 1 năm 2022, chiếm lần lượt 50,98% và 18,87%. Các ngân hàng thương mại chiếm 4,85%, các doanh nghiệp thương mại dịch vụ chiếm 6,8%. Doanh nghiệp sản xuất chiếm 9,2%. Trong tháng 4 năm 2022, chủ yếu là trái phiếu do các tổ chức tín dụng phát hành chiếm 63,4%, trái phiếu của nhóm bất động sản chiếm 11,6%. Hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn tiếp tục được các doanh nghiệp thực hiện với khối lượng lớn. Trong 3 tháng đầu năm 2022, khối lượng mua lại trước hạn là 12,8 nghìn tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 4 năm 2022, tổng khối lượng trái phiếu đã mua lại trước hạn là 24,7 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, khối lượng trái phiếu được mua lại trong tháng 4 là 11,9 nghìn tỷ đồng, tương đương khối lượng mua lại trong cả quý 1. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu chủ động thực hiện công bố thông tin bất thường hoặc đính chính thông tin đã công bố về mục đích và phương án sử dụng vốn trái phiếu gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đồng thời, sau chỉ thị số 01 của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp phát hành và tổ chức tư vấn đã thực hiện rà soát lại điều kiện và hồ sơ phát hành trước khi triển khai chào bán mới. Theo đó, khối lượng phát hành trong 2 tuần đầu tháng 5 tiếp tục giảm, đạt 5,2 nghìn tỷ đồng, chỉ tương đương 1/3 khối lượng phát hành cùng kỳ năm ngoái. Bộ Tài chính cho biết đang rà soát để báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội, sửa đổi một số quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, trong đó làm rõ về, thứ nhất, phạm vi phát hành ra công chúng, phát hành riêng lẻ. Thứ hai, các điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Thứ ba, quy định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để hạn chế đối tượng nhà đầu tư cá nhân tham gia mua trái phiếu doanh nghiệp mà không quan tâm đánh giá rủi ro. Thứ tư, việc minh bạch thông tin doanh nghiệp, quyền và trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường, tăng cường chế tài để xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm để bảo vệ và khôi phục niềm tin của nhà đầu tư và các nội dung có liên quan để thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững. Trong thời gian đánh giá, sửa các quy định có liên quan tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết đang khẩn trương hoàn thiện Nghị định sửa đổi Nghị định số 153 đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ để nâng cao chất lượng trái phiếu phát hành, hướng nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp vào các sản phẩm trái phiếu có chất lượng cao hơn, đưa trái phiếu vào giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch Chứng khoán để tăng tính minh bạch trên thị trường thứ cấp, nâng cao điều kiện đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ, bổ sung quy định về quyền, trách nhiệm của các tổ chức có chức năng giám sát trên thị trường. Hàng loạt cán bộ ở Thanh Hóa bị kỷ luật vì buông lỏng quản lý. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa vừa có văn bản số 2341 báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện kết luận thanh tra các dự án khu vực và nút giao đại lộ Võ Nguyên Giáp và đường CSEDP. Theo đó, nhiều cán bộ liên quan bị kỷ luật khiển trách, phê bình và yêu cầu rút kinh nghiệm do buông lỏng quản lý. Cụ thể, đối với đội kiểm tra quy tắc đô thị thành phố, phê bình và yêu cầu tập thể rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị và xây dựng trên địa bàn. Kỷ luật khiển trách ông Lê Văn Thiêm và ông Lê Hùng Anh, viên chức đội kiểm tra quy tắc đô thị. Đối với phường Đông Vệ, phê bình và yêu cầu tập thể Ủy ban Nhân dân phường Đông Vệ rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị và xây dựng trên địa bàn.
về cá nhân, phê bình và yêu cầu rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Việt Hùng, trưởng ban dân vận, thành ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Thanh Hóa, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân phường Đông Vệ từ tháng 7 năm 2013 đến tháng 11 năm 2017, và ông Lê Quang Hiển, phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa, nguyên bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Đông Vệ từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 6 năm 2021 trong công tác quản lý trật tự xây dựng và sử dụng đất đối với các dự án. Kỷ luật khiển trách đối với 5 cán bộ khác gồm ông Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Đông Vệ, nguyên phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực quản lý đô thị; bà Đàm Thị Tuyết, ông Trịnh Ngọc Thiệu, công chức địa chính phường Đông Vệ; ông Trịnh Văn Tiến, công chức địa chính phường Quảng Thắng, nguyên công chức địa chính xây dựng phường Đông Vệ; ông Phạm Thái Bình, công chức địa chính phường Đông Hương, nguyên công chức địa chính xây dựng phường Đông Vệ trong công tác quản lý trật tự xây dựng và sử dụng đất đối với các dự án. Đối với phường Quảng Thành, phê bình và yêu cầu tập thể phường rút kinh nghiệm sâu sắc. Phê bình ông Nguyễn Thế Long, bí thư đảng ủy, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân phường; ông Hoàng Ngọc Tính, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường. Kỷ luật khiển trách ông Trương Tiến Nghĩa, công chức địa chính phường Ngọc Trạo, nguyên công chức địa chính xây dựng phường Quảng Thành. Theo báo cáo trên, đến nay công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành. Đối với những công trình không có trong giấy phép, xây dựng công trình ra ngoài chỉ giới, không phù hợp với quy hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 4 quyết định buộc thực hiện khắc phục hậu quả. Một dự án, đơn vị đã tự thực hiện tháo dỡ công trình sai phạm. Cụ thể, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây lắp và thương mại Việt Nga, công ty đang tự phá dỡ phần công trình vi phạm xây dựng không đúng quy hoạch xây dựng được phê duyệt. Đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại ô tô Thanh Hóa, công ty trách nhiệm hữu hạn ATS, công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Hoàng Sơn, do các đơn vị không tự giác chấp hành, ngày 8 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã ban hành các quyết định buộc khắc phục hậu quả. Hiện các đơn vị đang tiến hành thực hiện tự tháo dỡ các công trình sai phạm. Nếu các đơn vị vẫn không thực hiện tháo dỡ xong toàn bộ công trình sai phạm, Ủy ban nhân dân thành phố tiến hành cưỡng chế tháo dỡ theo quy định. Đối với công ty đầu tư thương mại Hà Thanh, do Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành quyết định số 11 ngày 10 tháng 3 năm 2020 xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp với mức tiền phạt 30 triệu đồng và buộc thực hiện khắc phục hậu quả. Công ty đầu tư thương mại Hà Thanh, công ty cổ phần đã chấp hành nộp phạt nhưng chưa chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả. Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 4164 ngày 28 tháng 4 năm 2022 buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Tổng công ty đầu tư Hà Thanh, công ty cổ phần. Đối với công trình xây dựng sai giấy phép được cấp nhưng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đề nghị các cơ quan chức năng tham mưu điều chỉnh quy hoạch xây dựng phải phù hợp với phương án quy hoạch tổng thể nút giao đại lộ Võ Nguyên Giáp và đường CSEDP. Trước đó, ngày 17 tháng 12 năm 2021, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa có kết luận thanh tra 5 dự án tại khu vực nút giao đại lộ Võ Nguyên Giáp và đường CSEDP gồm Trung tâm Thương mại Tổng hợp và Showroom ô tô Ford Thanh Hóa, Tổ hợp Khách sạn Thương mại Tự lập Plaza của Tổng công ty đầu tư Hà Thanh, công ty cổ phần, tức công ty Hà Thanh, Cửa hàng xăng dầu loại 3 của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây lắp và thương mại Việt Nga, Khu thương mại hỗn hợp của công ty cổ phần điện năng lượng tái tạo Hàn Việt, trước kia là của công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Hoàng Sơn và trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp và showroom ô tô của công ty trách nhiệm hữu hạn ATS. Kết quả thanh tra cho thấy các dự án này đều có sai phạm về xây dựng, sai phạm trong sử dụng đất.